Nếu các bạn có nhu cầu đặt các gói vật phẩm trong Black Together, các bạn hãy đến với minsabin.com. Đây là một nơi hội tụ đầy đủ tất cả các gói nội thất của Trigram Black Together, mà giá lại cực kỳ rẻ và uy tín. Gói nội thất khủng long hiện tại trong trang có giá là 499.000 đồng, tương đương rằng 500.000 đồng. Khi các bạn nạp trên trang chủ minsabin.com, các bạn chỉ cần thanh toán gói nội thất với mức giá là 400.000 đồng, chúng ta tiết kiệm được 100.000 đồng. Đây là một trang nạp tất cả các vật phẩm của Black Together cực kỳ an toàn, do đó nick game của các bạn sẽ cực kỳ an toàn khi các bạn nạp từ minsabin.com. Địa chỉ của trang web mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video này và ghi ở dưới phần bình luận. Các bạn hãy nhanh tay truy cập vào minsabin.com để nạp các gói vật phẩm với mức giá cực kỳ. Ok con dê con tê tê, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay có một cái tin vui cho bạn nào thích mua trang phục mà không cần nạp tiền, là các bạn một cái trang phục miễn phí luôn, không cần thốn đá quý luôn nha. Cái trang phục mà các bạn đang thấy, cái trang phục một người bạn đang đứng cạnh mình các bạn, trang phục anh đào nha. Vào những cái dịp này nhà phát hành công nhận là rất là hào phóng luôn các bạn. Để mua cái trang phục này các bạn vào trong là cửa hàng, chúng ta có một cái trang phục đó chính là Muffin Anh Đào, trang phục tím xịn sò đăng quang nha các bạn. Các bạn có cái thời hạn là 6 ngày 22 giờ để các bạn có thể mua cái trang phục này với giá là 12.400 tiền sao. Sau 6 ngày 22 giờ nếu các bạn không mua cái trang phục này thì nó sẽ không còn bán bằng tiền sao nữa. Do đó bạn nào chưa đủ tiền thì chúng ta nhanh chân chúng ta cài tiền để chúng ta mua cái trang phục Muffin Anh Đào thôi nào. Còn bây giờ thì mình sẽ mua thôi các bạn ơi, trời ơi. Nó hồi hộp gì đâu các bạn. Rồi ok, đã mua xong rồi các bạn. Rồi bây giờ chúng ta vào phần một trang trí nha. Chúng ta sẽ mặc vào phần hộp thư. Quá trời nhận su băng luôn các bạn. Gói sản phẩm Muffin Anh Đào. Bây giờ chúng ta sẽ mở ra thôi. Ôi là trời. Cái nón hả các bạn. Bây giờ đến cái áo nè. Áo kim. Trời ơi, nó sướng gì đâu. Mặc vô thôi các bạn ơi, nhanh mặc vô thôi. Wow, nó cute gì đâu á trời. Nhưng mà cái da của mình nó hơi đen, nhìn nó hơi dị một xíu các bạn. 12.400 tiền sao mà được một cái trang phục như thế này cũng khá là ok. Các bạn cũng xinh xò con đà điểu cho bầu à. Bây giờ là lấy máy ảnh ra chụp thử con boy nè. 1, 2, 3 kể cái coi. Đó, đẹp tuyệt vời chưa. Quên nữa các bạn, máy ảnh nó còn có một cái chức năng các bạn, sau khi mà các bạn chụp ảnh xong các bạn vào phần cái viết như thế này nè các bạn. Đó, đây sẽ có nhiều cái hiệu ứng cho chúng ta nè. Đây các bạn thấy không, rất là nhiều hiệu ứng luôn. Bạn nào chưa biết thì có thể vào đây để các bạn tham khảo nha, hoặc là các bạn vào phần cái mặt cười này nè các bạn. Đó, nó sẽ có nhiều cái thiết cơ nha. Đây. Thích cơ ông mặt trời này kia nè, ông mặt trời này đó, có thể để lên đây nè đó, hoặc là thích cơ trời mưa sấm sét gì đó các bạn ơi. Có một số cái thích cơ miễn phí và có một cái số thích cơ là các bạn phải mua bằng đá quý nha các bạn. Mình tin chắc hẳn là có một số bạn biết, một số bạn chưa biết đâu. Rất là nhiều chuyện thích cơ đó, đó cái thích cơ gâu nè, đó. Mình gắn gâu vô xem thử coi như thế nào. Đây. Ok nha các bạn. Đó, sau khi các bạn mua thì các bạn thanh toán thôi. Để mình lấy một chạy ra khỏi đóng tiền. Ok, xong là có một bức ảnh rồi, sau đó chúng ta bấm lưu. Dạo gần đây mình cảm thấy là mình thích nhà phát hành cực kỳ luôn các bạn. Các bạn biết vì sao mình thích không? Mình cảm thấy hình như là nhà phát hành có vẻ giống như là ưu ái cho cái người chơi các bạn. Trước tiên là cái sự kiện đăng nhập này các bạn, nếu như mà các bạn đăng nhập đúng toàn bộ vào những cái khung giờ hết tất cả những cái ngày này thì các bạn nhận được khoảng là 90 quyền đá quý và vô số tiền sao và su băng nữa. Đó là cái sự hào phóng thứ nhất. Và cái sự hào phóng thứ hai đó chính là hôm nay mình nghĩ rằng cái trang phục này á sẽ bán bằng đá quý hoặc là bán bằng tiền các bạn, nhưng không, nhà phát hành đã bán hẳn bằng tiền sao cho chúng ta luôn các bạn đó. Mình cảm thấy là mình thích nhà phát hành thêm một cái điểm đó nữa. Bằng tiền sao thì những bạn cài trang như chúng ta có thể là mua được cái trang phục này một cách dễ dàng. Hơn nữa là cái trang phục này nó mở bán đến tặng là gần 7 ngày, tất nhiên là một tuần nữa các bạn. Thì những bạn nào mà chưa có tiền thì chúng ta có thể cài thêm tiền để... Theo mình nghĩ đây là một cái sự cố tình mà nhà phát hành muốn tạo cái cơ hội để cho chúng ta có được cái trang phục này hết á. Tất cả những người chơi trong Play Together đều có được cái trang phục này. Rất là ok, rất là thích nhà phát hành đó nghe các bạn. Lúc hút máu thì hút máu cực kỳ luôn, lúc thì dễ thương cực kỳ luôn. Thật sự bây giờ tôi không biết nói, không biết nhận xét gì về nhà phát hành đấy các bạn. Và hình như mình nghe nói là cái tựa game Play to Reader của chúng ta đã đổi nhà phát hành rồi các bạn. Có nghĩa là như thế này các bạn, nó vẫn còn là thuộc sở hữu của cái hãng game là Hegin gì đó các bạn. Mình nói tiếng Anh không có chuẩn nha. Nhưng mà cái người điều hành các bạn, tức là cái nhân viên á,
cái nhân viên điều hành á của cái tựa game này thì đã thay đổi các bạn. Nói chung là cái ban tổ chức điều hành á, vận hành cái hệ thống game này á, đã thay đổi một cái đơn vị khác rồi, nhưng mà nó vẫn còn thuộc ở bên nhà phát hành của Hege In nghe các bạn. Thì tất nhiên thì khi mà cái thay đổi cái bên cái điều hành á, thì cái những cái sự kiện, những cái sự kiện hoặc là những cái quà tặng, những cái chương trình ở trong game nó cũng sẽ thay đổi theo cái hướng của người mới luôn các bạn. Nó giúp cho game càng ngày càng phát triển với hấp dẫn người chơi hơn đó các bạn. Và mình thấy đây là cái bước đầu của những cái người điều hành mới các bạn, rất là ok nha. Đó, mình mong trong thời gian tới thì nhà phát hành vẫn tiếp tục dễ thương như thế này để những người cài chai như mình và các bạn có thể là sở hữu những cái trang phục xịn sò như thế này, đúng không? Rồi, nội dung clip của mình đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những clip sau. Nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông để ủng hộ kênh YouTube của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.